chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay tiếp tục giới thiệu bà con cận cảnh đó là con ngọc cào của anh Mạnh nghe bà con. Nói về con ngọc cào anh Mạnh thì anh này cũng là một sự đam mê đó bà con. Giờ con ngọc cào anh đánh giá anh có thể nó là đam mê con ngọc cào. Anh về anh sơn sửa chùi rửa sơn con ngọc cào rất là đẹp. Nó thuộc dạng là cũng đẹp độc đáo của miền Tây đó bà con. Tại thì anh đang trên đất ở xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Này là chủ đất người ta thuê là kéo đất xuống, gọi là kéo. Chủ đất ở trần đó bà con. Cái chủng đó đó bà con, chủng này là người ta chở đất vô nằm một khô, người ta chở vô bây giờ là ta trang lại cho nó bằng. Kéo xuống là tấm đuối à. Nhưng mà cũng không sao. Để nói vậy con cọc cào của anh Mạnh đó bà con, cọc cào anh Mạnh nó có những cái đặc điểm như thế này. Thứ nhất là con cái đầu máy của anh nó đặt vào đầu Vigino, anh cũng mới mua cho nên nó chạy nghe rất là im. Thứ hai là nguyên bộ vàng của nó thì ảnh sơn sửa sơn rất là đẹp, và cái thùng trang của ảnh đó là ảnh chạy khoảng tầm 2m4 thì thùng trang ảnh có cái điểm rất là đặc biệt. Tuy nhiên đây là ảnh kéo đất cho nên là bà con có thể rất là khó. Thì cái chỗ thùng trang của anh thiết kế là có thể là cái dáng trang bà con ảnh điều khiển là qua trái qua phải được, chỉ cần nó có cái phía sau là anh làm cái ống tiếp rồi anh gắn vô cái chai nhỏ vô trong đó bà con rồi anh đẩy qua đẩy lại. Nhưng mà ở đây thì ảnh đang kéo đất cho nên là bà con mình không có thấy được. Rất là ở trần đó bà con. Ở xa xa có một cào cào cũng hơi già rồi nè bà con. Cào cào này hơi già cho nên tình hình sớm mình đây không có ghi nhận lại.
ta kéo xuống chỗ trũng rồi nè bà con nè, trũng nào, trũng này ta lấy đất lên nè, chỗ đất cũng đang ở trần. Xe nữa giờ phải ban nã trang xong giờ phải ban ra rồi.
thì cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này nha bà con. Bà con nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp.